Và tức ngày 5 tháng 2 năm Quý Mão, tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đoàn trường trung học cơ sở xã Phong Đốc, huyện Điện Biên do cô giáo Trần Thị Bích Nga, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và 95 em học sinh trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tri ân đến các anh hùng liệt sĩ. Các anh đã hy sinh xương máu, hiến dâng tuổi thanh xuân bằng cả đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, đem lại hạnh phúc muôn đời cho đất mẹ Việt Nam. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, với lòng biết ơn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, chính các anh đã viết nên những Thank you.